Chào tất cả bác, rất là nhiều bác đăng ký kênh của em và có gửi cho em những cái câu hỏi và những cái tức là những cái mong muốn là muốn xem bên trong của một con âm ly bây giờ rất là hot, con 880D. Mà qua có con này một chút, con này thì nó hot nhất bây giờ bởi vì nó rất là thời thượng, sản xuất tại Nhật khoảng trên dưới 20 năm rồi, nhưng mà đến bây giờ nó rất là thời thượng, nó ăn nhập được với các cái xu thế bây giờ, đặc biệt là xu thế bây giờ anh em dùng mà những âm ly smart, người ta xuất âm thanh ra từ cổng quang và với nguồn nhạc trên internet bây giờ nó rất là lớn, anh em cắm vào dòng này rất là hợp lý. Thì con 880D nó đáp ứng những cái đấy, nó có luôn cổng quang, nó có phần giải mã ở đây, anh em cắm trực tiếp và nó ok luôn, chơi luôn. Con này bây giờ có giá hơn 10 triệu, hơn chục triệu. Đây là một con đờ lông 880D điển hình. Và những cái clip mà em quay như này thì các bác đăng ký kênh của em, đăng ký theo dõi và nhấn cái nút thông báo đấy thì sẽ có rất nhiều những cái clip em sẽ tháo những cái con âm ly, những đôi loa, những con equalizer. Nhìn chung là những cái sản phẩm audio của nước ngoài chuyển về Việt Nam, chuyển về nhiều. Em sẽ có những clip, em sẽ quay, em mở những cái bên trong của nó ra để anh em làm gì, anh em có một cái sự so sánh, có một cái sự nhận định và trải nghiệm khi anh em mua bất cứ sản phẩm nào. Đặc biệt, ví dụ như clip này, anh em mua con đờ lông 880D bất cứ ở cửa hàng em hay là ở một shop khác thì anh em cứ nhìn cái này là một cái gọi là tham chiếu. Em sẽ để ruột gan của một con âm ly đờ lông 880D nguyên bản, hàng bãi về nó như thế này đấy, nó nguyên bụi như này. Còn anh em muốn sạch sẽ các thứ thì cái đấy phải vệ sinh, nhưng mà thường ở bên em về sẽ nguyên bản như thế này, con nào sạch là sẽ sạch, con nào bẩn là bẩn. Thường những con âm ly các bác để ý nó có những cái ô tản nhiệt như thế này thì nó sẽ bị bụi. Còn những con nào kín, những con đầu đĩa, con đầu đĩa như con Sony 2.5 nó kín như thế này thì chắc chắn mở ra nó sẽ rất là sạch sẽ. Còn những ống này thì ống mở ra sẽ bẩn, với cả tùy vào cái điều kiện sử dụng của cái người Nhật ở bên đấy đó. Nhà người ta dùng nó sạch sẽ hoặc là người ta bày ở xưởng hoặc như nào đấy thì cái đấy nó phụ thuộc vào điều kiện dùng. Về cơ bản của ruột con đờ lông 880D như này, em sẽ dừng hình ở đây một chút để các bác có thể chụp ảnh màn hình vào. Ví dụ các bác đang có ý định mua con 880D ở một nơi khác thì đây các bác cứ nhìn này làm tham chiếu, các bác nhìn nó như thế này. Đây em sẽ quay những cái phần chính. Đầu tiên là phần công suất, con này thì nó mệnh danh là một trong những cái con âm ly của đời nông rất là khỏe và tích hợp được giải mã, con này rất là khỏe. Nhiều bác cứ hỏi ui 8 sò 16 sò về đây không vấn đề, con này nó chạy 4 sò rồi. Nhưng các bác có thể nhìn thấy nó chạy 4 con sò săn ken to vật vưỡng, sò săn ken 2 vít đây. Nếu mà bác nào tinh ý thì ở những con đờ lông 890D nó cũng chạy, nó có 4 con này, rồi con 203N, 203 3 la mã, một số dòng nó cũng chạy dòng 2 vít kiểu này, to như này. Đấy, đây là 4 con tụ lọc, đây là nguồn. Và cơ bản trái tim của 5 ly là các bác phải quan tâm đến công suất, quan tâm đến nguồn, quan tâm tụ lọc. Đấy, cái, những cái này, những cái em vừa nói là cái chính. Giống như loa ấy, quan tâm đến củ loa, màng loa, phân tần. Còn những cái như gân, râu ria, gân thay của loa thì không vấn đề gì. Kể cả âm ly cũng vậy thôi. Đấy, chơi đồ cũ thì cầu toàn quá thì với những cái đồ cỏ thì không thể cầu toàn được. Đấy, trường hợp ví dụ con âm ly các bác mua ở nơi khác, ví dụ một vài cái chân này giả dụ mà người ta có chấm hàn hoặc người ta làm ấy thì cái đấy thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu. Bởi vì các bác biết rồi, nó vẫn chuyển hàng 1000 km về rồi, nó qua trên dưới 20 năm sử dụng rồi. Có thể về nó vẫn chuyển, hoặc có thể do điều kiện nhiệt, do nhiều yếu tố sử dụng, có thể những cái chân này nó bị lỏng đi. Bởi vì tất cả những cái chân này người ta hàn máy, người ta đổ thiếc vào hàn, có thể qua quá trình sử dụng nó bị lỏng thì chấm lại cho các bác, thì các bác dùng nó sẽ yên tâm hơn. Đấy, những cái đấy thì các bác cũng phải nên thông cảm, bởi vì không thể cầu toàn hết những cái âm ly cỏ. Còn với những cái âm ly đắt tiền hàng 1000 đô thì
đúng là những cái đấy, với những cái tầm tiền đấy thì các bác phải muốn nó hoàn hảo hết. Còn với những cái âm ly kiểu như thế này thì nó như vậy. Con này thì nó zin test rồi, nhưng mà em đang muốn nói là các bác có đi mua một sản phẩm khác ở một nơi khác, à, con 880D ở nơi khác, thì cũng không nên cầu toàn cái chuyện đấy. Đây con này rất là chất, bụi thì gần như sản phẩm âm ly rồi, loa của bên em gần như con nào cũng vậy rồi. Để mộc mạc để các bác tự đánh giá, các bác về các bác tự đánh giá cho nó. Mặt nó như thế này, nhìn chung mặt nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà thiết kế của đàn ông rất là nhiều anh em thích, nhất là anh em thanh niên nhìn có phần hầm hố khỏe khoắn. Lô này có cả 880D, 8580D, những cái dòng bây giờ rất là hot. Đây, đàn ông thì bên em luôn luôn sẵn hàng, 700V cũng có này. Những cái dòng đuôi V nó không có cổng quang nhưng mà âm sắc nó rất là hay. 700V, 500V, 940V, ba dòng đình đám nhất của đàn ông không có cổng quang. Còn có cổng quang là 580D, 880D và 890D. Còn con gồ nhất thì là 1010D thì con đấy rất là hiếm. Con đấy 320W, hơn 300W. Con này 216W. Với con này thì các bác kéo những cặp loa bass 30, thậm chí bass 40 cũng được. Đây là một vài cái trải nghiệm thêm về bên trong của con 880D. Các bác có nhu cầu thì alo cho em. Ngoài ra thì với cái kênh YouTube của Thắng Alo, rất là nhiều bác đăng ký. Và các bác lưu ý những cái clip em đăng lên mà báo về máy các bác xem, có rất là nhiều các cái thông tin có thể sẽ hữu ích cho các bác. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.